Panasonic mới xài mới mới keng luôn. Khiếp, một lần nó ngắt nó cũng ung ung rồi đó. Có người chỉnh rơ le nữa, chỉnh rơ le mà muốn hư luôn cả con ốc rồi. Chỉnh dữ lắm rồi, mình tới là mở ra sẵn. Giờ mình sẽ thay rơ le điện tử ha. Năng lượng mặt trời này, năng lượng mặt trời thì nó bung hết rồi. Mình sẽ phải gắn cái rơ le điện tử vào con bơm Bana đó, rồi sau đó mình mới gắn được con bơm tăng áp điện tử 250W này vào bơm này ha, cho nước nóng. Thì con này chuyên hút nước nóng thì con này sẽ là bơm cơ, mà mình sẽ cho nó chuyển thành bơm điện tử. Nó chuyển thành bơm điện tử thì nó hoạt động hai con, khi mà pha nước ấm thì nó ổn định, nó êm không ổn. Ok, từ bên rơ le này lắp xong rồi đúng không, thì giờ mình sẽ lắp con điện tử này cho bên nước nóng trực tiếp từ năng lượng mặt trời xuống ha. Rồi vậy thôi. Như lúc đầu là mình, bây giờ mình sẽ gắn cái con tăng áp cho nước nóng là con này, nó sẽ hút trực tiếp từ năng bình năng lượng mặt trời đi xuống, năng mặt trời đây. Rồi cái này mình sẽ chuyển thành cái bơm tăng áp điện tử, bộ áp nó bò đấy nha, vì cái bộ áp của nó là nó vướng cái này không vào được. Ok nè, để đấu điện được rồi, chúng tát nước là ok. Đây là sau khi mình lắp xong rồi ha, thì con bơm nước nóng và con bơm nước lạnh. Nước nóng thì nó sẽ hút trực tiếp từ cái năng lượng mặt trời đi xuống thôi nha, còn nước lạnh thì mình gắn cái bộ áp nó được, nước vô ok rồi, tèo mở điện lên chạy là ok. Rồi bơm chạy nha, hai con chạy áp đều khỏe. Nó không bị nhấp nhả nữa. Ngắt là êm, chạy là chạy luôn. Khi mà người xài trong cái xả cái bồn cầu á, bên nước lạnh nó chạy đều, nó không bị nhấp nhả nữa ha. Rồi em. Ok, vậy là xong thôi. Ở dưới nhà đang xài tại vì nhà giờ mình đang cúp nước, giờ mình xuống dưới mình thử nước cho mọi người coi, ẩm cho mọi người coi ha. Đây hai con bơm này gắn ở trên kia. Chỗ bơm gắn lên bồn nước à, ngay chỗ cái thùng tre đó. Mình vô đây mình thử pha ấm rồi cho mọi người coi ha. Đây là tầng trên cùng thôi, tầng mái. Đây, cái tầng này. Đây là bên lần này. Nó chạy đều á, nó không bị ngắt quàng nữa. Này là bên nóng nè. Lúc đầu nó xuống nó sẽ có bọt to nóng đúng không? Nóng rồi nè. Chờ nó bọt hết rồi. Tại vì mới, con ống nó còn hơi. Rồi sau khi pha ấm này để dựa này, là nó thành nước ấm. À, nó không bị ngắt quãng, máy bơm nó không bị chạy tắt á. Cho nên nó sẽ thành nước ấm. Sao? Nó ấm, ấm luôn, muốn lần, muốn là nghiêng qua bên đó. Muốn mát xíu. Ok. Giờ mình sẽ ấn xả bồn cầu. Ấn xả nha. Rồi mình sẽ ra ngoài cho mọi người xem là máy bơm nó sẽ chạy đều, nó không bị ngắt. Nó ngắt quài hết á. Chạy đều lắm nè, chạy đều hoài luôn chứ nó không bị tắt mở chứ bơm cơ ra cơ cũ. Ha. Đó. Chạy êm đấy chứ. Em đua. Ok. Nè, lên đây mới nghe được. Thấy không? Nó chạy đều luôn á, nó không có bị tắt mở nó. Đó là lý do tại sao mình nên gắn qua cái điện tử. Ok, xong rồi nè. Đây là cái vòi bếp, đây là nước nóng. Chỉnh qua xuống rồi cho pha ấm nè. Pha ui, ướt hết rồi. Mình thôi.